từ lâu hình ảnh rất đổi thân quen mỗi sáng thứ hai đầu tuần. Không chỉ ở các trường học mà còn ở những cơ quan, các đơn vị quân đội, tất cả đều hướng về lá cờ Tổ quốc với con tim rung lên theo tiếng nhạc hào hùng. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa. The popular scene every Monday morning, not only at schools, but also at state offices and military units. Every individual's heart towards a national flag with heroic melody. Soldiers of Vietnam, marching onwards, united in determination to save the nation. Our steps resound on the long, arduous road. Nhiều thế hệ người Việt Nam ta đã thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca với nhiệt huyết từ trái tim dành cho dân tộc và Tổ quốc. Trên chiến trường máu lửa, giữa tiếng bom rơi đạn nổ hay trong ngục tù tăm tối, trước nòng súng của kẻ thù, những người lính, những người con trung kiên vẫn hướng về Tổ quốc. Chúng tôi được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lụi xa, nhưng từ lời hát, tiếng quân ca đã hun đúc, bồi đắp cho chúng tôi về lòng tự hào dân tộc. Càng tự hào hơn, ngôi trường trung học cơ sở mà chúng tôi học lại vinh dự mang tên người Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc. Đắc Min, nơi chúng tôi sinh sống, trong chặng đường dài của lịch sử cũng ghi dấu nhiều trang lịch sử vẻ vang. Trong thời chống Mỹ, nơi đây có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, vừa là cửa ngõ hiểm yếu từ rừng xuống biển, là chiếc lá chắn bảo vệ Buôn Ma Thuột. Nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, và đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam, để bảo vệ bình yên nơi vùng biên giới, vào ngày 8 tháng 2 năm 1978, sau hàng loạt cuộc tập kích vào các đồn công an, nhân dân vũ trang Việt Nam ở khu vực đồn Trương Tấn Bửu và Bu Frang bị đánh bại, địch bất ngờ dùng pháo tập kích cấp tập và tổ chức một trung đoàn chia thành 4 mũi bao vây đồn Đắc Đam và đại đội 5 của ta. Trận chiến đấu diễn ra bất ngờ và ác liệt. 18 cán bộ, chiến sĩ của đồn và đại đội 5 đã mãi mãi nằm xuống trên mảnh đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Dù mất mát, hy sinh, nhưng đồn biên phòng Đắc Đam vẫn vững vàng nơi tuyến đầu. Ghi nhận thành tích đó, ngày 24 tháng 8 năm 1978, đơn vị được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Khu vực bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đồn biên phòng Đắc Đam là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, về ý chí tự cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Hôm nay đây, chúng tôi, Liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, cùng thầy cô giáo, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đắc Đam cùng hát vang tiến quân ca và thực hiện nghi thức chào cờ tại bia tưởng niệm. Chúng tôi, thế hệ tiếp nối, mãi mãi tự hào về các anh. Chúng tôi sẽ tiếp bước, gìn giữ và trân trọng những điều mà vì nó, các anh đã không màng tuổi sân mà cống hiến. Tất cả chú ý, nghỉ, nghiêm, chào cờ, chào! We'll be right back.
chú thì mỗi lần chú hát quốc ca chào cờ, điều đó có ý nghĩa gì? Hát quốc ca chào cờ là một nghi thức rất là quan trọng để thể hiện cái lòng tự hào, tự tôn dân tộc và thể hiện cái ý chí của khát vọng của người dân để bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Được hát quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng, nơi các anh đã ngã xuống. Lại một lần nữa, chúng em lại được bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và càng nhận thức rõ thêm về trách nhiệm của học sinh đối với đất nước để nước non Việt Nam ta vững bền. Singing the national anthem under the red flag with a yellow star, we are once again fostered with the spirit of patriotism, national pride, and greater responsibility of each student towards the country for one eternal Vietnam.